đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Hợi 1983 trong năm 2023 Quý Mão này sẽ giúp bạn nắm rõ được vận mệnh tốt xấu của mình trong năm Nhâm Dần 2023. Sẽ giúp bạn nắm rõ được vận mệnh tốt xấu của mình trong năm. Qua phần luận giải chi tiết tử vi cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong năm 2023 Quý Mão, giúp quý vị biết được vận hạn, khó khăn cũng như cơ hội của mình, từ đó có những bước đi chính xác và vững chắc cho năm mới. Tử vi cho tuổi Quý Hợi 1983 sẽ giúp quý vị có cái nhìn toàn cảnh về bốn phương diện, tiền bạc, công danh, sự nghiệp, cũng như tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Để có được những luận giải này, thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã dày công nghiên cứu về tử vi, sao hạn và sao chiếu theo năm, cũng như những người Quý Hợi 1983 và luận giải. Qua việc xem tử vi, thầy Sa Cát cũng sẽ tiết lộ cho thiên cơ quý vị, giúp quý vị có những bước đi đột phá trong năm này, đồng thời cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải sao hạn tử vi cho quý vị. Sau đây là phần luận giải về tử vi năm 2023 Quý Mão cho những người Quý Hợi sinh năm 1983. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo hanh thông thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Quý Hợi 1983. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng trong năm 2023. Vận trình 2023 của Quý Hợi khá lý tưởng, con giáp này đường công danh có quý nhân nâng bước, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, lương bổng cũng cao hơn. Trong chuyện tình cảm, Quý Hợi nếu còn độc thân thì vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn trong hoàn cảnh chăn đơn gối chiếc. Hãy lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người, nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi những thứ vượt xa tầm với của mình. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Quý Hợi 1983 nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thổ tú, vận hạn, hạn huỳnh tuyền, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Hợi gặp Mão tạo cục diện tam hợp rất tốt, ví như gặp được quý nhân giúp sức, công việc làm ăn suôn sẻ, có nhiều khởi sắc cả về tiền bạc và tình cảm. Xét về mối quan hệ thiên can, quý âm thủy gặp quý âm thủy là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm nay, những người tuổi Quý Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Quý Hợi 1983 chú ý tháng Đinh Tị, tháng tư âm lịch từ 19 tháng 5 đến 17 tháng 6 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Quý Hợi 1983. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng. Trong năm 2023, nữ mạng Quý Hợi gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức, Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với tất cả nam, nữ và gia trạch, bởi sao Thổ Tú là sao xấu chủ về tai nạn, kiệt tụng. Người bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch, tuy nhiên những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải làm lễ cúng sao giải hạn Thổ Tú, đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng giải hạn, bởi đây là thời điểm sao Thổ Tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng, như hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, năm ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tây, lạy năm lạy mà cầu xin trung ương mậu kỷ Thổ Tú Tinh Quân để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp. Sao Thổ Tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh, tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Quý Hợi 1983 nữ mạng năm nay gặp hạn huỳnh tiền. Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu lục bát.
Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tăm kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn, kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, sông nước sẽ không gặp thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Hóa giải, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát, tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Quý Hợi sinh năm 1983, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm bên gia đạo, tuy nhiên tháng này tình cảm gia đình của gia chủ không được tốt. Tháng 2, trong tháng này gia chủ chú ý sức khỏe không được tốt, có thể ốm đau bệnh tật lâu ngày khó khỏi hoặc trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Tháng 3, công việc làm ăn của con cháu gia chủ trong tháng 3 không đạt kết quả tốt như kỳ vọng, bên cạnh đó còn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, ra ngoài trong tháng này, gia chủ sinh năm Quý Hợi chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đi lại chú ý. Tháng 5, được phúc đức của tổ tiên nên tình hình sức khỏe của gia chủ rất tốt ở tháng này. Tháng 6, tình cảm những thành viên trong gia đạo không được tốt, sức khỏe của gia chủ cũng không tốt. Tháng 7, nhờ được hưởng về âm phần phúc thổ tiên nên đây là tháng chủ về làm việc hung hóa cát lành. Tháng 8, gia chủ đón nhiều niềm vui mới trong gia đạo, tuy nhiên tháng này gia chủ chú ý có con vật cắn hoặc là đá. Tháng 9, đây là tháng gia chủ chú ý sức khỏe vì sức khỏe không tốt. Tháng 10, khi đi ra ngoài, gia chủ Quý Hợi nữ mạng chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đề phòng có kẻ gian trộm đạo quân gian. Tháng 11, công việc của con cháu trong tháng này không được tốt. Tháng 12, gia đạo có chuyện buồn. Tổng kết tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Sự nghiệp của bản mệnh nhìn chung phát triển ổn định, dù không được mọi người xung quanh giúp đỡ, bạn vẫn có thể phát triển dựa vào sức của chính mình. Hãy nắm chắc những cơ hội để khẳng định bản thân. Người tuổi này hãy cố gắng duy trì mối quan hệ xã giao hòa hảo, tránh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, gặp chuyện thì chín bỏ làm 10 để tránh rơi vào những chuyện rắc rối khó bề giải quyết. Được tam hợp quý nhân giúp sức, sự nghiệp sẽ phát triển không ngừng, không gian phát triển sự nghiệp rộng lớn, tiền đồ sáng lạn, quyền lực và thu nhập đều tăng, thực tế thì công chức phát triển thuận lợi nhất. Về tài chính, tuổi Quý Hợi 1983 có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng là tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi bạn có xu hướng chi nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Về sức khỏe, tử vi Quý Hợi năm 2023 nữ mạng về sức khỏe có dấu hiệu thiếu cát lành, bản mệnh thường xuyên ốm đau bệnh tật, vì thế đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có điều kiện thì nên thăm khám sức khỏe định kỳ. Người thường xuyên phải di chuyển hoặc đi công tác thì đi ra ngoài cần cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng. Bản mệnh chớ nên vì vội vã mà phóng nhanh vượt ẩu, coi thường luật giao thông. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt Quý Hợi sinh năm 1983. Về tình cảm gia đạo, chuyện tình cảm êm đềm không xuất hiện nhiều biến cố, bạn nên tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc để có thể dành nhiều thời gian hơn, quan tâm chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Người còn độc thân nên mở lòng hơn để có thể tiếp xúc thêm với nhiều người khác giới. Bạn không nên vì tự ti hoặc lo nghĩ mà tự khép cửa trái tim mình. Xung quanh bạn vẫn còn có rất nhiều người tốt bụng, xứng đáng để bạn gửi gắm, vì thế hãy cho đối phương và chính bản thân mình cơ hội. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Quý Hợi trong năm 2023 Quý Mão. Phần lượng giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Quý Hợi, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm, vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này.
Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.